Là Trần Minh Hải, hôm nay em 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Quê em ở Bình Dương, hiện em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ em ở quận 10. Ở quận 10. Em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Hồng. Năm nay 27 tuổi. Em hiện tại là nhân viên bán hàng qua mạng online. Bán cho mình hay là đi làm cho bán người ta đấy. À đi bán cho người ta. Rồi mình ở đâu? Dạ em làm cho bên Hóc Môn á, chị còn ở quận 12. Ở quận 12 vậy cũng gần. Quê em ở đâu? Em ở Bình Định nhưng mà hiện tại thì ba mẹ thì ở dưới Lâm Đồng. Em ở trọ. Dạ không, ở nhà. Ở nhà. Dạ. Ở nhà ở với ai? Thì anh chị em trong đó. Dạ, cái năm anh chị em là đã vào trong này rồi, còn ba mẹ thì ở ngoài Lâm Đồng. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì nhiệt tình, hòa đồng, luôn năng nổ trong công việc, biết nấu ăn hay là chơi mấy thể thao thì mỗi cái em đều biết một chút chút. Thể thao thí dụ như môn gì nè? Bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn. Chơi thể thao vậy đấy hả? Biết, em biết chơi nhưng mà chút chút. À chút chút. Dạ chứ không có giỏi. Rồi vậy còn điểm yếu? Em chắc tính ra chắc nhiều điểm yếu. Đâu nói cái gì mà nó yếu nhất á. Như là nhậu yếu nè. Nhậu yếu? Ờ, hát không hay em cũng ghi nhận là một cái là điểm yếu của em. Nhậu yếu tốt chứ mắc mớ gì đâu, gọi là khuyết điểm. Trời ơi, khuyết điểm á chị, nhiều khi em nhậu vô em làm gì đó mới là khuyết điểm, chứ còn mà nhậu mà yếu thì có gì đâu khuyết điểm. Em nhậu vô em ngủ không à, cứ nhậu vô là buồn ngủ. Có tật xấu gì nữa không? Nhậu vô á, thường là ngủ thì thường là sẽ quên đi, giống như mà tắm hay vệ sinh cá nhân á, cứ nhậu vô là buồn ngủ, qua ngày mai mới. Rồi mai vậy có tắm không? Có chứ chị, không đi làm không có, lên xếp đuổi. Có nghĩa tối đó, ví dụ mà nhậu về là lăn ra ngủ luôn, chứ không có rỉnh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ, thay đạt gì hết. Dạ đúng rồi. Để nguyên con về là đi ngủ luôn đó. Dạ đúng rồi. Có vợ đi nhậu về thì nguyên con là xuống đất ngủ nha cưng. Trời, mai mốt mà em có vợ là em bớt nhậu liền. Ờ, vậy tốt. Vậy còn em gái sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh em vui vẻ, hòa đồng, trong công việc thì rất là nhiệt tình. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính, đang ngủ chẳng hạn. Nếu ai mà đánh thức em là hay quạo lắm. Rồi em quạo em làm gì người ta? Thì chửi. Trời đất ơi, chửi sao? Chửi, mới giờ này mà kêu rồi lạc ồn em. Ngủ hơi xấu máu một chút xíu, xấu tính một xíu. Còn gì nữa không? Nhiều lúc thì siêng lắm, nhưng mà nhiều lúc mà vợ chứng mình hay làm biến lắm. Kiểu mà nóng tính là dễ nổi khùng lắm. Miếng tắm nhóm bên đây hả? À, không có, tắm thì bình thường ngày tắm 2-3 lần lắm. Chứ làm biến gì? Làm việc nhà chẳng hạn. Về tình trường thì hai đứa thì sao? Em sao? Em thì hồi nào giờ em chưa quen ai. 25 tuổi giờ chưa quen ai luôn? Dạ, chưa mạnh tình, chắc dai. Có ai để ý em không? Có em để ý người ta thì có, nhưng có mà em để ý người ta. Dạ. Em để ý là kiểu để ý sơ sơ hay là thích thích thôi? Dạ thích thích thôi. Có cái nào mà thích sâu đậm về mà phải mất ăn mất ngủ? Dạ chưa chị ơi. Có thích con trai không? Trai sao thích, thích con gái. Có nghĩa là thấy bạn gái là vẫn có thích? Dạ. Đẹp là phải thích chứ. Đẹp là phải thích, nhưng mà cũng không có mãnh liệt, chỉ thích sương sương à. Dạ. Có kỳ vậy ta. Với lại mà chắc là do là em xấu nên đâu có ai mà thích em đâu. Vậy là đó giờ rồi, nắm tay ai chưa? Có. Quen ai nắm tay? Trời ơi, đi chơi kéo co, đi hoạt động phong trào đoàn. Có hung ai chưa? Hồi bé em có hung mẹ em, chắc là có. Nó hung bạn gái chứ hung mẹ nó làm chi trời. Dạ hung bạn gái thì chưa. Cái suy nghĩ là biết chưa rồi. Chưa. Vậy là còn nguyên. Dạ đúng rồi. Còn ý nguyên. Dạ đúng rồi. Chưa bóc tem. Dạ, chưa đụng phụ nữ. Trời ơi. Rồi thí dụ người ta đụng mình cho không? Tùy chứ chị, nếu mà tại chứ đụng bình thường giống như chị đụng em hay mấy bạn đụng em thì vẫn là bình thường. Chuyện trai gái mà cứ chị em với mẹ con như đây hoài thì khổ ghê. Sao? Cho không? Cái tùy trường hợp chứ chị. Tùy chứ... gì nữa, bạn gái đụng mà cũng phải tùy nữa hả? Lỡ mà tự nhiên cái chị mà không thích người ta, chị không có tình cảm với người ta, chị đụng mất công khổ người ta. Chị thì con trai có lẽ giống như em ví dụ nha thì không sao. Còn như người ta phụ nữ nhiều khi mình đặt cho người ta mối hy vọng vậy. Cái đùng cái mình dập tắt người ta cảm thấy tội lắm. Trời đạo đức ghê luôn. Dạ. Con gái người ta thích mình người ta mới đụng mình. Người ta đụng mình thì người ta có chơi có chịu, ai đổ thừa ai bắt ông làm gì đâu mà chưa gì ông sợ rồi. Chịu trách nhiệm. Nhưng mà em không có tình cảm, em sợ làm ta, sợ người ta tổn thương. Có nghĩa dù ế nhưng mà phải con gái nào cũng phải đụng mình là cũng phải mình phải thích mình mới cho đụng, đúng không? Đúng không? Mình suy nghĩ nữa, chờ cái gì mà dân chơi mà cứ suy nghĩ hoài hèn chi ế. Bây giờ đụng cho không? Bạn gái, giờ... bạn gái đụng cho không? Bây giờ đụng cho chứ. Cho chứ, bữa nay ta cười nè. Nghe ảnh tình trường của ảnh chưa có gì trơn, trơ lơ trụ lụi trống trơn, em thấy sao? Em cũng thế mà. Hả? Em cũng vậy mà. Em cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bản thân em có thích ai không? Có được yêu đơn phương ai không? Có. Có. Đó, người ta hơn mình, người ta ít ra cũng có yêu đơn phương nè. Thích 3 năm lận đó chị. 3 năm? Em có tỏ tình cho người ta biết không? À, tại em người sao? Kiểu hay nhút nhát một chút. Cảm giác yêu đơn phương như thế nào? Em nói cho bên đây người ta nghe chứ, bên đây người ta học hỏi nè. Thấy bạn nam đó mà nói chuyện với con gái khác á, chứ mà cũng không thích.
tổ trong người ha, lồng lộn mình ha. Nói chung là mặt không có vui rồi đó. Vui. Hay tìm cớ kiểu là để tiếp cận người ta. Thích bạn đó từ lớp 10 đến 12 chị. Mà cái bạn đó có biết em thích bạn đó không? Em cũng biết. Trời. Em nghĩ là chắc không biết, nhưng mà chắc người ta không thích, người ta không có. 3 năm trời cũng chung thủy lắm nha. Mặc dù đơn phương 3 năm là mối tình rất chung thủy. Chung thủy. Ủa vậy rồi có nắm tay chưa? Chưa. Vậy là hôn cũng chưa hôn luôn. Dạ không. Bạn trai hôn cho không? Dạ được. Dạ được. Người ta không suy nghĩ. Người ta bạn trai hôn cho không? Dạ được, không suy nghĩ. Còn ai kia? Là hồi lúc thôi, lúc em mới suy nghĩ. Hồi lúc cái gì? Hồi nãy tôi đang hỏi tức thì đây, ông đừng có tráo trở. Thiệt tình luôn á, em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m65. Cao nhiêu? Dạ, 75. Gì nữa? Biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Tính tình thì vui vẻ, có công việc thì ổn định, có nghĩa là có thể kiếm ra tiền đó. Ừ, ổn định công việc phải không? Làm ngân hàng phải không? Làm khâu nào chổng? Dạ, bên hỗ trợ kinh doanh, chỗ tư vấn khách hàng, tài chính hàng cá nhân vậy. Đã ế mà đừng nói không quan tâm chăm sóc bạn gái nữa là thua luôn nha. Có gì vậy? Cần cù bù đẹp trai được không? Dạ được. Ngoại hình đi em. Nói chung là gọn gàng là được rồi chứ. Tóc tai. Đừng có tóc dài, đừng có nhuộm, nếu mà không nhuộm là tốt nhất. Tóc ít chút xíu được không? Miễn cưỡng được đừng hả? Miễn đừng để hói. Đừng dùng từ hói, người ta không có thích. Trắng cao chứ không đừng dùng từ hói nha. Tóc đen mượt bóng, hơi cao cao xíu thôi được không? Được. Rồi còn em, mẫu người bạn gái của em sao? Dễ nhìn chút, dễ nhìn là theo mắt thẩm mỹ của em đi. Dễ nhìn là sao? Mắt em sáng thì em nhìn dễ thôi chứ. Ngoại hình thì cũng từ 1m50, 50 trở lên được. Đó là được. Tóc tai, mắt mũi miệng, quần áo, phong cách. Tóc mà đừng có nhộm màu đỏ chót hay mà đồ màu vàng quá. Nãy giờ theo chị miêu tả cho em hình dung ra bạn trai bên này như thế nào? Chắc hơi có khó tính không ta? Khó tính không hả? Em nghe cái kiểu thôi. Ghê thiệt, nói chuyện qua cửa trái tim mà biết bên đây khó tính luôn. Mà em đoán ngoại hình của anh á. Ngoại hình hả? Em nghĩ chắc cũng dễ nhìn á. Mắt mũi miệng. Cái đó khó quá. Đố em mà đang mặc đồ gì? Áo sơ mi quần tây. Trời hay dữ. Em đoán mình bạn gái mới khó nè. Dạ. Đoán cổ đi. Tóc dài hay tóc ngắn? Theo mà em nghĩ thì chắc là ngang ngang đây nè chị. Cổ đang mặc đồ gì? Thì mặc cái đầm. Cái đầm? Cái đầm như thế nào? Kín đáo, hở hang, cổ điển, hiện đại. Chắc cũng kín đáo á chị. Cũng kín đáo. Dạ. Mập ốm cao thấp như thế nào? Theo em nghĩ chắc bạn đó cũng cỡ 1m58 hay 1m6 á chị. Nãy sao em đòi có 1m rưỡi giờ em lên tới 1m6 dữ vậy? Nhưng mà em nghĩ về bạn đó. Mẫu của em là 1m rưỡi nhưng mà em nghĩ bạn này 1m6. Dạ. Cái cơ sở nào mà em nghĩ người ta 1m6? Thì bạn đó nghĩ là em phải từ 1m6 trở lên thì em nghĩ như vậy. À, suy đoán rồi gì nữa? Vừa chứ không có mập đâu chị. Số đo 3 vòng. Số đo 3 vòng hả? Tính. Rồi về số đo 3 vòng em đưa gì ra vậy em làm gì vậy? Dạ. Em làm gì vậy? Em tính đi rồi. Cha này khó, thà tính tiền nó dễ chứ. Nói em tính đại đi, trời, ngân hàng phải có con số chứ. Chắc cũng 80 hay 60 hay 90 gì đó. Trời ơi, cao 1m6, 80, 60, 90. Và xin giới thiệu quý vị màn trình diễn thời trang của Hòa Hậu. Dạ. Mở cửa trái tim ra một cái, nhìn nhau cái là phát biểu cảm nghĩ liền nha. Dạ. Ok. Em đợi nãy giờ. Đợi nãy giờ luôn hả? Mở cửa trái tim. Các bạn, đây, nay tới chương trình có món quà tặng bạn. Cảm ơn, mình cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng bạn. Dạ rồi, cảm ơn. Anh tặng em, nói lại. Nay đến với chương trình thì anh cũng có cái món quà. Cây này là nó là cây may mắn. Thì anh hy vọng giống như tặng nó cho em, giống như sẽ mang may mắn nhiều đến cho em. Em tặng quà gì cho ảnh vậy em? À, con gấu bông. Cái này mình có thể trên điện. Dạ. Trên móc khóa. Nhớ nha, hãy nhìn thấy gấu như nhìn thấy em. Ừ, nó rồi đó. Đúng luôn á nhỉ. Giống luôn á hả? Đúng luôn. Rồi sao bây giờ cảm nhận đầu tiên hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào nè? Mời em trai. Cảm nhận thì cũng gần gần như em suy đoán là vậy. Nhưng vậy mà hả? Gặp bạn đó thì giống như vừa nhìn đầu tiên á, thì nhìn là thấy bạn đó giống trẻ là người hiền hậu. Ừ. 80, 60, 90 không em? Chưa có thấy. 80, 60, 90. Trời ơi, vậy mà còn chưa thấy nữa. Vậy đã thấy rồi. Chưa. Còn em sao? Cảm nhận của em khi mà lần đầu tiên nhìn thấy Hải thì em thấy như thế nào? Đúng là em nói chắc hơi khó tính. Sao mà mới gặp của người ta chưa có nói năng, nói tặng quà không mà người ta nói mình khó tính. Bây giờ cái trách nhiệm của em làm sao em phải xóa bỏ cái tư tưởng đó trong đầu của cổ. Làm được không? Dạ được chứ chị. 1 phút 30 giây được không? 3 phút đi, có nhiều thời gian tâm sự nữa. Anh có thể cõng hoặc bế em đi 5 phòng không? Được hả chị? Được không em? Trời ơi, cơ hội, cơ hội. Cái này được. Thử men của em luôn, thử sức khỏe nè. Thử giờ sự va chạm. Ủa chứ giờ chừng nào được nữa rồi. Giờ? Rồi, mời em qua bên đây. Rồi, 5 vòng xung quanh đây. Là để cho leo lên lưng em vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, đây.
Bế nổi không? Bế nổi không? Dạ. Bế bế vậy nè. Nhiều ký vậy? Cái cổng người ta bằng hai chân ta ra hơi tội người ta phụ nữ mà em bấm khép lại vậy nè. Vậy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, đó. Số đo 3 vòng. Đó, rồi cho không được, không được. Bỏ xuống, bỏ xuống. Được hả chị? Được, cổng đi, cổng. Vậy cổng đúng không? Cổng đi. Vậy nó hờ quá. Lâu lâu xíu cũng được không? Ừ, 10 vòng cũng được. Sổ, 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 khoan, khoan. Em chưa có nhắc lên. Ừ, trời ơi. Hay sửa lại 10 vòng đi chị. Một vòng, trời ơi, thấy thương tâm ghê. Cộng thế phải. Gì mà thiệt nào. Uống bao nhiêu ký vậy? 2 vòng 76 okay. 76 hả? Nào, 3 nào vòng được cổng. Người ta đáng lẽ người ta phải hai cái chân ra lên vậy nó gọn hơn. Trời ơi. Cái chị ơi, thả xui chi tội nghiệp nhỏ được, ghê được vậy. 4 vòng. Một vòng nữa đi cưng. Bấu vô rồi có 10 ngón tay vô đùi luôn nè. Em tính xác lên như vậy luôn mà cái... Rồi, 5 vòng. Sao em? Ảnh khỏe không em? Khỏe. Đủ sức đưa em đi hết đoạn đường này không em? Có đó. Có hả? Cảm giác em sao? Đầu tiên á là nghe đọc cái đó rồi bắt đầu khoái. Khoái. Cái rồi sắp tim nó đập mạnh. Nó đập mạnh một phần đó là do mệt. Mình lấy con kêu 10 vòng được đúng không? Không phải, tại vì cái thế em không có cho người ta cái thế. Tại thường cổng là mình phải hít lên cao rồi để mới nhẹ. Tại em xuôi hai chân xuống vậy cho nên là người ta nặng là đúng rồi. Cái này thì không phải binh bằng nam. Phần do mà giống như cái kiểu mà lần đầu tiên mà bắt chạm được ẩm con gái. Sướng hả? Giống như nó đừng lần nó nóng. Đưa tay bắt mạch coi, cái mạch ổn định không? Bạch. Ghê thiệt. Bài nào bóc một lá bài, đọc lớn lên. Tật xấu nhất khi ngủ của em là gì? Gác người á. Sướng nữa. Nghe nghe cô nói gì không? Gác lên người ngủ thì... Không, nói chung nó vậy hồi ôm, trước đúng như gối ôm. Mà nay thì đỡ hơn là có gối ôm thì gác lên gối ôm. Thì đó, mà mai mốt thí dụ ngủ không có gối ôm là gác lên người là người nào? Thì người yêu hay... Người ngủ chung. Mà biết khi nào mới được ngủ chung không? Cũng chưa biết nữa chị. Theo em thì khi nào là hai người mới được ngủ chung? Khi mà giống như quen nhau hay người yêu rồi xác định mà giống như mà tiến tới xa hơn về hôn nhân. Thì khi mà bắt đầu mối quan hệ vậy đó thì mình nghĩ là sẽ được ngủ. Cưới nhau mới được ngủ chung. Nhiều khi mà giống như mà em lên trên chỗ mà trên chỗ bạn đó chơi rồi giống như mà tối giống như mà không chỗ nhiều khi chỗ nhà bạn đó xa rồi xong rồi em ngủ ở ngay chỗ nhà mà chung nhà mà chị. Ừ, ngủ chung nhà mắc mớ gì người ta ơi, ta gác em mắc gì người ta ôm em. Cũng được. Vậy là phải chung phòng đúng không? Đúng rồi, chung phòng mới chung giường mới gác nhau được chứ đúng không em? Chị nào mới ngủ chung, chị nào mới gác nhau được? Khi nào bạn đó cho rồi gác. Thí dụ bây giờ bắt đầu mối quan hệ cảm thấy hợp nhau thì bao giờ tiến tới hôn nhân? Em thì giờ kinh tế thì kêu cũng ổn định thì cũng bình thường, công ăn việc làm cũng có. Tuổi thì nhỏ thì không nhỏ mà lớn thì cũng chẳng lớn. Giờ quan tâm giống như do bạn nữ thì 1-2 năm hay gì đó. Nhưng mà em đã sẵn sàng mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Chuẩn bị mấy năm nay rồi. À, chuẩn bị mấy năm nay rồi. Dạ. Em gái thì sao, mình có yêu cầu gì ở phía bạn trai không? Miễn sao là bạn trai có thể đi làm, tạo đủ điều kiện cho hai vợ chồng sống là được rồi. Thì tốt rồi. Có nhà cửa thì càng tốt, không sao. Hiện giờ là em đang ở với ai vậy? Em bây giờ đang ở với bạn em. Là ở nhà trọ. Dạ. Có kế hoạch bao nhiêu năm nữa thì mình có thể là an cư lạc nghiệp hay không? Em dự định giống như 1-2 năm nữa thì giống như sẽ xin chuyển về chỗ ngay khúc mà gần nhà em ở trên chỗ Bình Dương đó. Ừ. Khi mà chỗ đó mở chi nhánh phòng giao dịch đó thì về đó nhà cửa hay gì mọi thứ thì vẫn sẽ ổn định hơn như đây. Về kinh tế hay mức sống này kia. Ừ. Có nghĩa là định sau này là sẽ lập nghiệp ở Bình Dương. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho em nè. Chị là chị kết em lắm rồi đó. Em có thể thể hiện một cái gì đó để mà em có thể thuyết phục bạn gái đấm nút hẹn hò với em hay không? Nãy em nói em có nhiều tài năng lắm đó. Dạ. Dạ, bây giờ làm gì? Chắc là hát đi chị. Rồi, hát một khúc thôi. Này đến chương trình có dịp gặp em thì như anh hát tặng em một khúc. Nó là cái khúc nhạc mà anh cũng không biết tên nhưng mà nghe người ta hát rồi thích. Lần ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa, cơn mưa là vàng. Lần nghe tiếng thời gian để hôn ân mơ về di vấn. Tình là chiếc lá thu hoàn rơi buồn rơi, tình là nhung nhớ đôi mắt em hơi ngửi, tình là lưu linh sống trong kỷ niệm, nhẹ nhàng ôm lấy từ ngay tay trong vòng tay. Dạ rồi chị. Tôi cũng không biết bài là bài gì luôn, nhưng mà không sao, nghĩ nó có ý nghĩa là được rồi. Em có cái gì tặng ảnh không? Em hả? Muốn nói gì với anh không? Vậy thì em hãy nói cho anh bất cứ một cái điều gì đó trước khi chúng ta quyết định. Em thấy anh cũng được, nếu mà anh cảm thấy hai đứa mình hợp ấy, thì có thể
tạo cơ hội cho hai người hẹn hò. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây là cái nút bấm hẹn hò nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu như chúng ta thấy là mình không phù hợp, có thể mình nói chuyện, mình nói chuyện vậy thôi nhưng mà trong lòng mình cảm thấy không có rung động, không sao xuyến, đây không phải là đối tượng mình muốn tìm để tiến tới hôn nhân thì chúng ta không cần bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra khỏi nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Trai hơi nhanh ha, mới hai bấm rồi ha. Chớp cơ hội chứ chị. Rồi, đâu hai em qua bên đây. Nắm tay nhau đi em. Khi chúng ta đã bấm nút hẹn hò nhau rồi thì bây giờ là thủ tục một nụ hôn đầu tiên của hai bạn. Và cũng là một nụ hôn đầu tiên nhân kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đồng ý sẽ cùng tìm hiểu nhau. Trời ơi, gì mà sợ dữ vậy, em làm ta sợ kìa. Sao cảm thấy sao? Nó như hồi nãy chị, nhưng mà cái này nó thích hơn.